Hôm trước chúng ta học NumPy và Pandas. Đấy. NumPy và Pandas. Hôm nay chúng ta tiếp tục học thêm NumPy và Pandas. NumPy thì nó còn một vài phần nữa. Một vài phần nữa anh thấy khá là quan trọng và dùng nhiều ấy. Thế nên là anh sẽ dạy thêm về NumPy cho bọn em thao tác. Phần full data analysis. NumPy 2 nhé. NumPy và Pandas. Đấy. Làm xong phần này thì mới có nhiều bài tập. Đấy, NumPy thì làm xong phần này thì sẽ có nhiều bài tập hơn. Đây. Tỉnh ngủ hết chưa đấy? Uống ngụm nước đi nhá. Hai đứa uống ngụm nước vào nhá. Để học nhá. Hả? Có ngủ không? Có đứa nào ngủ không? À, díu hả? Cố gắng nhá. Cố gắng học đi để trước 5 giờ đi đầu đi. Được chưa? Được chưa? Thì một trong những phần rất là quan trọng ở trong NumPy đó là data type. Nó giống hệt như kiểu kiểu dữ liệu ở trong phần của chúng ta, nhưng mà data type ở trong NumPy ấy thì nó sẽ chia làm bốn cái chính mà bọn em sẽ được biết. Đấy, thì trong NumPy ấy, data type là một thuộc tính rất là quan trọng. Kiểu nó sẽ đại diện cho data type và của các phần ở trong data type xác định dữ liệu lưu trữ ở trong NumPy. Đấy, một là dạng INT32 và INT64. Thì 32 và 64 ở đây bọn em hiểu đơn giản đấy, nó là 32 bit hoặc là 64 bit. Đấy, INT thì nó có nghĩa là cái khả năng biểu diễn các cái số nguyên từ giá trị âm 2 tỷ này, đấy, từ giá trị âm 2 tỷ này đến dương 2 tỷ. Đấy, có khả năng có thể biểu diễn được các cái số đấy ở trong cái khoảng này. Nhưng thật ra là cái khoảng này bọn em không cần phải nhớ đâu. Đấy, bọn em chỉ hiểu là cái INT32 này nó là gì? INT là integer rồi, đúng không? 32 là 32 bit, 64 là 64 bit. Đấy. Ok chưa? Đây là INT32 thì sẽ lưu trữ từ 2 tỷ, còn INT64 thì sẽ lưu trữ 9 tỷ. Đấy. Ok. Thì một đây là bit đúng không? Còn byte nó khác nhé. Một byte là 8 bit. Đấy, một byte thì là 8 bit. Ok. Rồi, tiếp chúng ta có float 32 và float 64 thì tương tự thế thôi. Thì cái phạm vi lưu trữ của nó thường được sử dụng để biểu diễn các số thực có độ chính xác hạn chế, kiểu là có phạm vi và độ chính xác nhỏ hơn với float 64. Đấy, kiểu đấy, nó nằm cũng ở trong cái khoảng này thôi. Đấy, đại loại là đây là data type, anh sẽ để data type của thằng NumPy. Đấy, là cái lượng dữ liệu mà nó lưu trữ, xử lý. Đấy, hiểu hiểu đơn thuần như thế nhá. Và còn một cái kiểu nữa là kiểu object. Đấy, kiểu object ở trong Python thì thường được sử dụng để biểu diễn các đối tượng. Đấy. Đối tượng không thuộc kiểu dữ liệu nguyên thủy. Biết kiểu dữ liệu nguyên thủy chưa? Kiểu dữ liệu nguyên thủy là các cái kiểu dữ liệu ở trong thằng Python thuần ấy mà anh dạy mấy đứa ấy, nào là INT này, integer này, boolean này. Đấy, float này. Đấy, đấy là những kiểu dữ liệu nguyên thủy ấy. Đấy, còn đây là kiểu dữ liệu object. Được chưa? Đấy, nguyên thủy như kiểu chuỗi. Đấy, chuỗi hoặc list, đấy là những kiểu dữ liệu nguyên thủy, tuple, set là những kiểu dữ liệu nguyên thủy. Ok chưa? Ok, đấy. Thì bây giờ là việc sử dụng kiểu dữ liệu nguyên thủy với cả đấy, sử dụng kiểu dữ liệu nguyên thủy này. Chúng ta đầu tiên đúng không? Vẫn import thằng NumPy vào như bình thường. Đấy, bây giờ anh đang khởi tạo một array. Đấy, có nhớ khởi tạo array không? Nhưng mà hôm trước thì anh sẽ không truyền data type vào. Đấy, hôm nay anh sẽ truyền vào. Đấy, thì bản chất nó sẽ cũng chả khác gì đâu. Đấy, nhưng mà nó là cái này, nó khác nhau cái này. Đấy, nó khác nhau về cái độ chính xác lưu trữ. Là cái số mà đằng sau nó ấy, có thể độ chính xác là bao nhiêu ấy. Đấy. Độ chính xác lưu trữ của nó và cái lượng nó lưu được ở trên cái dung lượng của mình là bao nhiêu thì chả khác gì cả. Đấy. Nó chỉ khác là cái phần khi mà bọn em check type của nó ra thôi, nó sẽ khác thôi. Đấy, nó sẽ có data type ở đây đúng không? Tiếp nào. 64 nó như này. Đấy. Yeah. Tiếp theo về việc sử dụng dữ liệu tùy chỉnh. Đấy, tùy chỉnh là user define. Thì user define kiểu dữ liệu tùy chỉnh thì như thế nào? Đấy, kiểu dữ liệu tùy chỉnh hoặc là custom data type thì trong NumPy ấy cho phép bạn định nghĩa các kiểu dữ liệu riêng của mình, có nghĩa là bọn em có thể định nghĩa cái kiểu dữ liệu riêng của mình dựa trên các kiểu dữ liệu nguyên thủy của NumPy. Điều này có thể thật sự là rất hữu ích khi mà chúng ta muốn lưu trữ và xử lý các dữ liệu có cấu trúc phức tạp. Đấy chưa? Hoặc là nó không phải cái kiểu dữ liệu nguyên thủy. Đấy. Kiểu thế, nó không phải là số nguyên, nó cũng chả phải là số thực. Cái kiểu dữ liệu của chúng ta mong kiểu là nó là một đôi hay là một cặp hay cái gì đấy, kiểu thế chúng ta có tự định nghĩa được kiểu dữ liệu của mình.
Đấy, một số tình huống xử lý kiểu dữ liệu nguyên thủy ở trong NumPy thì bao gồm lưu trữ dữ liệu có cấu trúc, được chưa? Đấy, lưu trữ dữ liệu có cấu trúc này và xử lý dữ liệu không số học này. Ý là không có số, kiểu string, string các thứ. Đấy, list các thứ. Được chưa? Hoặc là danh sách hoặc dictionary. Đấy, nó không phải là số, nó không phải là các số bình thường như kiểu như như này, em hiểu không? Đấy, thì mình phải tự định nghĩa. Đấy, và tối ưu hóa bộ nhớ đấy bằng cách xử lý kiểu dữ liệu nguyên thủy tùy chỉnh, bạn có thể kiểm soát và gọi là đủ các kiểu liên quan đến lưu trữ mà mình tự custom tự mong muốn nâng cao được hiệu năng. Đấy, thì nói thế để cho bọn em biết là nó sẽ có gì. Đầu tiên là có int thì có 32 và 64, float thì có 32 và 64, và có kiểu object và có kiểu dữ liệu gì custom là mình tự định nghĩa. Thì kiểu dữ liệu custom này thì được hiểu và định nghĩa như thế nào thì đây. Đây thì bình thường đúng không, đây là kiểu dữ liệu gì, là int64 đúng không, khi mà anh em khởi tạo một một không d đấy, đây là không d đấy, không d array ấy, numpy array một ấy, thì đây là không d array đấy. Thì bây giờ một cái kiểu dữ liệu mà có thể tự tùy chỉnh là bọn em khởi tạo thì ở trong một list này có chứa gì, tuple hai giá trị, tuple hai giá trị name là anh đang khởi tạo và định nghĩa cho bọn em một cái kiểu dữ liệu tùy chỉnh là có tên, và kiểu cái này nó giống kiểu là gì nhỉ, coi như là một hãng điện thoại, là một cái chữ số bất kỳ gì đi đấy, name này nó cứ như này, nó không theo key value nữa nhá, hai đứa nhớ nhìn kỹ nha, đây là dấu phẩy, nó chỉ là gì, danh sách con ở trong nó chỉ là tuple con ở trong một list thôi đúng không, nó chỉ là một tuple con ở trong một list thôi đấy. Thì chúng ta có thể định nghĩa cái kiểu dữ liệu tùy chỉnh này bằng cách detail, nhưng mà chúng ta đưa thêm gì, đưa thêm cái kiểu dữ liệu này, nhưng mà khi bọn em nhớ numpy detail là bọn em đang định nghĩa nó như này đấy, bọn em phải đưa vào. Thì khi mà bọn em xây dựng lên đúng không, kiểu dữ liệu của em có gì, có name S20, có edge I4 và có hai là F4, được chưa? Thì khi mà bọn em tạo, bọn em nhìn này đấy, thì name thì bọn em truyền vào gì đấy, name bình thường đúng không, nó sẽ như này đúng không, là align này, đây này, tạo một sử dụng kiểu dữ liệu tùy chỉnh này numpy này, bọn em đưa gì, đưa một thằng tuple vào đấy, đưa thằng tuple vào, đây là có mấy, ba ba ô lưu trữ này, ba phần lưu trữ, thì đây là kiểu dữ liệu tùy chỉnh. Và ra cái kiểu dữ liệu tùy chỉnh này ấy, đơn thuần nhé, sau này bọn em sẽ thao tác nhiều nhất đó là thằng kiểu dữ liệu số int và float, tại vì nó gần như tất cả các kiểu dữ liệu khi mà bọn em xử lý data processing ấy, bản chất thằng máy tính này nó sẽ hiểu số và nó sẽ thao tác với số nhanh hơn, được chưa? Tất cả các thứ mà bọn em sẽ xử lý pre-processing data ấy, gần như nó sẽ chuyển hết về số và convert hết sang dạng số. Nó sẽ có nhiều kiểu để có thể cho bọn em convert từ phần chữ đấy có thể sang số. Đấy. Thì học đến các phần sau ấy, bọn em sẽ hiểu làm thế nào để convert được từ chữ có thể sang số được. Đấy. Tiếp theo là kiểm tra kiểu dữ liệu thì rất là đơn giản thôi, bọn em chỉ cần check data của nó. Bình thường code Python đúng không? Bình thường code Python của bọn em làm nào? Là check gì? Check type như bình thường đúng không? Nhưng ở thằng này thì bọn em nhớ là data type. Đấy. Không nhớ thì cứ lên mạng tra cách check kiểu dữ liệu ở trong NumPy array là được, là sẽ ra. Hiểu chưa? Đây chỉ check bình thường thôi. Đấy, nó ra float này, data. Đấy. Tạo numpy array từ một list. À mấy cái này thì hôm trước anh chỉ hết rồi đúng không? Tạo thành một list bình thường này, đây là 1D này. Đấy, 1D array như bình thường. Đấy, nhưng mà 1D array kèm theo gì? Kiểu kiểu dữ liệu này nữa. Đấy, đây là tùy thuộc nhé, vào độ chính xác các thứ mà mình muốn lưu trữ như thế nào nhé. Đấy, là còn tùy. Này tùy. Đấy. Này tùy thuộc vào độ chính xác lưu trữ. Tiếp theo là tạo từ scratch, được chưa? Thì nó sẽ có một vài cái, được chưa? Đó là zero, one, full, arrange và light space, được chưa? Đầu tiên là zero. Zero có nghĩa là nó sẽ khởi tạo cho chúng ta gì? Một cái mảng, được chưa? Một cái mảng gì đây? Bọn em sẽ xem một mảng gì đây? Đoán đi. Nếu bạn như này thì nó sẽ khởi tạo ra một mảng gì? Hay nữa. Không, một mảng gì, ý là một mảng gì đây, zero là gì, zero là không đúng không, nhưng mà nếu như thế kia thì nó sẽ tạo một mảng gì, hay được hoa nhìn thế nào, nó sẽ tạo mảng gì, đừng quan tâm đến thằng data này, thằng data này int thì nó là định nghĩa kiểu dữ liệu thôi, còn nếu mà nhìn vào kia thì bọn em nghĩ là nó sẽ tạo ra gì. Hay nữa. Sẽ không D 10.
Thế nó chuyển 10 vào sao? 0D, thế đây là 1D, 0D. Đây là 1D đúng không? 1D nhưng mà 10 gì? Ý là 1D array này là 0 hàng và 10 cột gồm gì? Gồm chữ số 0 đúng không? Đúng không? Tiếp theo là chúng ta tạo one này. Thế bây giờ ví dụ anh muốn tạo cái này như này thì sao? Như này thì sao? Đấy. Thấy chưa? Là 10 hàng và 2 cột đúng không? Đấy. Tiếp theo bây giờ chúng ta muốn tạo gì? Muốn tạo one nhá. One là gì? Là 1 đúng không? 3 năm, 3 năm có nghĩa là gì? Đúng rồi, 3 hàng 5 cột. Chúng ta khởi tạo được 3 hàng 5 cột. Đấy, là dùng once. Thì full thì sao? Hay đứa hiểu full mà lại còn ghi như thế này thì là như nào? Ý là 3 hàng 5 cột thì nó sẽ khởi tạo được full các số đằng sau. Này được không? Đấy, 3 hàng 5 cột nhưng mà full thì 3,14. Tiếp theo là arrange. Arrange sao? Arrange thì sao? Từ 0 cho đến 20. Bước nhảy 2. Đây. Xem. Đây này, nó bảo này. Start, stop và step đúng không? NumPy array có thể tạo được như này đúng không? Đấy, bước nhảy 2. Đấy, stepping by 2 này. Được chưa? Đây khởi tạo bằng range, được chưa? Nice space. Từ 0 cho đến 1, cái gì đấy? Tạo ra một mảng có 5 giá trị. Được chưa? 5 giá trị bất kỳ từ 0 cho đến 1. Đấy. Được chưa? Nice space. Tiếp theo chúng ta mấy cái này nhá thì thật ra là anh giới thiệu thôi để cho hai đứa biết thôi, còn dùng nhiều là dùng thằng full, thằng once và thằng zero. Đấy, thằng once này dùng rất là nhiều nhá, one này dùng rất là nhiều, arrange này thế. Đấy chưa? Tiếp theo là random. Đấy chưa? Đây random c, random.c. Đấy chưa? Là cho chúng ta có thể khởi tạo được ra gì hai đứa, nếu random.random này thì sao? Đố hai đứa biết đấy, nó sẽ khởi tạo cho giá trị ra mảng gì 3 nhân 3 và giá trị nó nằm ở trong khoảng từ 0 đến 1. Đấy, là random.random, 3 nhân 3 và trong khoảng từ 0 đến 1. Đấy. Thế bây giờ ví dụ nhá. Hả? Sao? 3 hàng 3 cột đấy. Chia ra là sao? À ý là random từ 0 đến 1 là nó sẽ random thôi. Ý là random ấy, lấy ngẫu nhiên từ 0 đến 1, bất cứ giá trị nào ở trong cái mảng này là đều lấy ngẫu nhiên từ 0 đến 1. Hiểu không? Tiếp theo, chúng ta có gì đây? Random normal đúng không? Random normal này. Đấy thì chúng ta sẽ có gì? Min từ 0, min 0 đúng không? Và standard là standard division là 1. Min 0 là sao? Min 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 này cơ mà. Min này hôm trước anh dạy chưa? Là trung bình. Thế standard deviation này thì sao? Là 1 thì sao? Cái này gì? Độ lệch chuẩn này. Thế này. Thấy chưa? Thì nó sẽ như nào? Hai đứa? Min là không? Còn độ lệch chuẩn là 1. Đấy, nó sẽ làm trong khoảng gì? Đối nhau á, em nhìn xem nó có sẽ đối nhau không, xem kỹ lại nào. Chúng ta tạo ra mảng 3 nhân 3 đấy chưa, normally distribute random value đấy chưa, với min 0 và độ lệch chuẩn là 1. Đấy, đúng rồi, trung bình quanh ở không đấy chưa. Thế độ lệch chuẩn thì sao? Có nhớ công thức độ lệch chuẩn không? Hôm trước đọc chưa? Hôm trước hai đứa về đọc chưa? Có hiểu min không? Làm thế nào để ra được min không? Hai đứa? Là tổng ở trên cái tử nó sẽ bằng gì? Tính trung bình thì sao? Tính trung bình là chúng ta tổng hết tất cả các giá trị vào. Đấy chưa? Và chia cho số lượng phần tử. Số lượng phần tử ở đây là gì? 3 nhân 3 là 9. Thì chúng ta phải có tổng ở bên trên là không đúng không? Đấy, thế thôi. Độ lệch chuẩn tính như nào? Hôm trước Hoài mới bảo không? Độ lệch chuẩn tính như nào? Đấy, phần tử trừ đi trung bình. Đấy, độ chuẩn là 1. Hiểu chưa? Đoạn này hiểu không?
Đấy. Tiếp nha, chúng ta đến gì? Random. Chúng ta đến random đúng không? Random run in the t. Đấy, run in the t. Sai là 3. Được chưa? Thì chúng ta tạo được ra mảng 3 x 3 và random các giá trị integer ở trong thì trong khoảng từ mấy đến mấy? 0 đến 10 đúng không? Đấy, để random integer trong khoảng từ 0 đến 10. Đây. Nó sẽ có lặp lại nhé. Có lặp lại. Nó chỉ là random từ 0 đến 10, run in t. Đấy. Mấy cái run này ấy, thật ra là bản chất nhé anh bảo nhá. Bố em không cần phải nhớ và không cần phải thuộc hết các cái này. Được chưa? Anh chỉ muốn giới thiệu thôi. Tùy thuộc vào bài toán thì chúng ta sẽ biết sử dụng cái gì. Như hôm trước anh bảo ấy, hai đứa thì cần phải lướt qua. Được chưa? Cần phải lướt qua mỗi thứ một tí. Đấy. Cần phải lướt qua mỗi thứ một tí chứ đùng một cái anh không thể học được hết cái đống này đâu. Được chưa? NumPy random.random thì là nó sẽ là random.random ở bên trên rồi đấy. Random.random nó sẽ là ra các cái giá trị trong khoảng từ 0 cho đến 1. Rồi random sai. Đâu rồi? Random.random rồi. À đây. Đây random.random đây. Đấy. Được chưa? Còn tiếp theo chúng ta có gì? Random C. Tiếp nào. Đây random đây. Random.random đây. Và random.run đây. Cái này tách ra làm hai cái. Đây. Khởi tạo giá trị thôi. Đấy. Sau này chúng ta gần như là có hết giá trị rồi. Cái này nó chỉ là một trong cái phần để xử lý ở bên trong thôi. Một trong những phần để xử lý ở bên trong thôi. Đấy. Random đây. The shape argument is a single tuple. Thì ý là cái đối số truyền vào ấy nó là single tuple. Cái này thì vừa lấy ở bên trên rồi đúng không? Nó sẽ lấy gì? Các giá trị từ 0 cho đến 1, 3 hàng và 5 cột. Đấy chưa? Random run. Đấy. Thế random run với cả random thì nó khác nhau cái gì? Thì gần như là hai thằng này cũng giống nhau nhé. Đấy. Cách nó truyền vào thôi. Một để một thằng thì truyền vào như này, một thằng thì truyền trực tiếp vào luôn. Đấy, như kiểu viết ngắn gọn đi ấy, kiểu thế. Chứ không không khác nhau nhá. Lý do là tại vì nó random thế nên là bọn em không nhìn thấy nó giống nhau nhé. Đừng có bảo là tại sao nó lại hai hàng lại không thấy giống nhau. Nó là random. Yeah. Tiếp theo chúng ta có phần I và empty. I này hôm trước chỉ rồi đúng không? I này hôm trước chỉ rồi này. I này nó chính là gì? Hai đứa. Nhớ bài cũ không? Phun gì? Phun gì? Phun giá trị gì ở bên trong? Giá trị 1 đúng không? Được chưa? Phun giá trị 1 ở gì? À quên, phun giá trị 1 ở đường chéo chính. Được chưa? Ai này là gì? Là ma trận gì? Tạo được ra ma trận đường chéo chính. Đấy. Tiếp theo, cái này này, nó sẽ nhân với bất cứ một cái ma trận nào cùng cùng gì? Cùng gì đây? Cùng kích thước thì nó sẽ chỉ giữ được lại đường chéo chính của cái ma trận đấy thôi. Đấy là cách mà chúng ta có thể tìm đường chéo chính của bất cứ ma trận nào ấy. Là bọn em chỉ cần nhân với ma trận I là ra được chưa? Đấy. Thì đây là gì? Khi mà mặc định chúng ta khởi tạo ấy thì nó sẽ ra gì? Là kiểu float type của nó ấy, type nó sẽ ra float. Đấy. Có thể chấm gì? Chấm d đúng không? Đấy, ra float này, float 64 này. Đây, của bọn em có thể ép kiểu cho nó về. Ví dụ bọn em muốn thì không nó không có phẩy nữa, chẳng hạn thế. Về INT8, được chưa? Nên 8 này là 8 gì đây? 8 gì đây hai đứa? 8 bit nhá, 8 này là 8 bit. Đây là ma trận empty đúng không? Đấy. Empty, empty nhưng mà lại trả ra 1. Thế chứ. Được. Empty nhưng mà lại trả ra 1. Được. Đây. À, truyền vào lại như này cơ. The value will gì? Whatever happened is already exist at the memory location. À, nó sẽ gì? Cái giá trị nó sẽ là bất cứ cái giá trị nào nó tồn tại ở trong memory. Đấy. 6 này, 46, 46. À. Thấy chưa? Cái này nó sẽ là lấy hết tất cả các giá trị nào nó tồn tại trong memory và nó đưa vào đây. Đấy. Bây giờ ví dụ là 2 sao? Đấy. Ừ. Vừa lấy phát đầu nó chạy ra một đúng không? Đấy. Cái này chưa 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 bao giờ anh dùng luôn. Chưa bao giờ dùng cái này. Đấy, giới thiệu thôi, giới thiệu cho hai đứa biết để ví dụ nó có tùy bài toán cơ bản ấy là gì nhỉ? Đôi khi những cái bài toán cái lúc mà ngày xưa anh dùng ấy nó sẽ không dùng đến, nhưng mà bây giờ nhớ đâu bọn em dùng các bài toán mới đây ấy, thì nó sẽ được dùng đến ấy. Đấy, thế là anh sẽ cứ chỉ hết cho bọn em được chưa? Đấy, NumPy array attribute. Attribute nghĩa là gì? Hai đứa
HBO gì? Biết tiếng Anh là biết được đến 60-70% của lập trình rồi. HBO là gì? HBO gì ạ? Attribute là thuộc tính, nếu mà trong lập trình trình nó sẽ là thuộc tính. Yeah, này. Hoặc là hai đứa có cái extension dịch được không ấy? Ở đấy. Thường ấy anh sẽ dùng dịch nó là thuộc tính. Yeah. Thường anh sẽ dịch nó là thuộc tính hoặc là property ấy. Property attribute. Đấy. Attribute là thuộc tính nhé. Thuộc tính của mảng trong NumPy đấy, thuộc tính của mảng trong NumPy. Run in the T thì vừa nãy anh chỉ rồi đấy, nhưng mà cái này sai này, sai nó sẽ tạo ra ra này, x3 nhá, đấy nó sẽ tạo ra gì đây, NumPy mấy chiều đây, hai đứa ba chiều đúng không, mấy hàng mấy cột, bốn hàng năm cột đúng không, đây là sai. 10 là gì, 10 là gì, run in the T 10 là các giá trị gì nằm trong khoảng từ 0 cho đến 10 đấy. Là có thể tạo random được. Random này thì thấy hay không? Thế bây giờ ví dụ như kiểu là bọn em xử lý hay là giải quyết một bài toán, hay là muốn test một bài toán ấy, đấy chỉ cần sử dụng cái này thôi, tạo được một cái mảng xong là duyệt mảng đấy và thao tác thôi, đôi khi cũng không phải là truyền các giá trị vào ấy, nó sẽ bị lâu ấy, hiểu không? Nhưng mà lúc đầu nhớ mấy cái này sẽ hơi khó nha, tại vì bọn em thấy không, lúc cứ là lá nhau ấy, run từ nãy giờ học qua bao nhiêu cái rồi, random chấm chấm c, random chấm random, random chấm run, random chấm run in the t, còn gì nữa, nhiều vãi trưởng ấy đúng không, run in the t này, random chấm normal nữa đấy, nhiều cái đúng không. Tiếp theo này, đây là check data type dim này thì nó có ba chiều này, shape là gì, hay nữa shape là gì, hàng cột và gì và chiều. Đây shape hàng cột và chiều bình thường, chúng ta chỉ có hàng và cột bình thường thôi đúng không? Còn này nó sẽ có chiều nữa. Chiều thì đếm như nào? Hai đứa. 1 2 3 đúng không? Đấy, đếm số chiều ấy. Bên trong ý là con của nó thì sẽ là, nhớ con của con không? Con của ba chiều thì sẽ là hai chiều, con của hai chiều thì sẽ là một chiều. Đấy, ý là một ngoặc ấy, một ngoặc hai ngoặc ấy. Đấy, nhớ nhá. Nhớ mấy cái đấy nhá. Tiếp theo. À, sai này 60, sai này thì làm thế nào để tính được sai? Hai đứa. Đúng rồi, tổng số phần tử đúng không? 5 nhân 4 20, 20 nhân 3 60, hiểu chưa? Đấy, D sai của nó là gì? Là INT64. Đấy. Có những cái nó mặc định ý, hiểu chưa? Check những cái mặc định. Có nhiều, bọn em thấy không? Nó sẽ rất là nhiều kiểu mặc định, thế nên là anh sẽ không chỉ được cho bọn em này mặc định của cái nào nó sẽ như thế nào, vì thật sự là anh không nhớ được. Đấy, có nhiều thằng ấy, thằng random ấy. Ví dụ như kiểu random chấm random thì đương nhiên nó sẽ phải kiểu là float thôi đúng không? Random chấm random nó là random các cái giá trị trong khoảng từ đâu đến đâu? Từ 0 cho đến 1 đúng không? Đấy, đương nhiên nó sẽ là float rồi. Đấy. Kiểu tùy vào từng attribute, tùy vào thuộc tính của thằng NumPy ấy, tùy vào cái function mà mình sử dụng thì nó sẽ là cái kiểu dữ liệu mặc định nó sẽ như thế. Còn bọn em có thể gán được sang một cái giá trị khác mà. Đấy. Tiếp theo chúng ta có item size, để chưa, item size đây thì bây giờ đang là byte, đây một byte thì bằng bao nhiêu bit hai đứa? Đúng rồi, 8 bit nhá, nhớ nhá, hai đứa ngồi không nhớ thì cứ ghi ra đấy. Đây này, n byte này, được chưa, list the size of the byte of each array element đấy. Phần n byte thì sao, thì list tất cả cái size ở trong gì, ở trong my in array đấy, cái này là ở trong phần tử nhé, cái này là ở array, có nghĩa là ở trong phần tử ấy là một phần tử là đang chiếm bao nhiêu byte đấy chưa? Còn trong thằng này này thì nó check gì, check tất cả số phần tử luôn, nó đang check thằng x3 ấy đấy chưa? Hai đứa, 8 nhân 60 bao nhiêu, có phải là 480 không? Đấy thì là sao, thằng n byte này dùng để chúng ta tìm được cái gì, là tìm được ra cái lượng lưu trữ ở trên mem của nó là gì, là bao nhiêu đấy, bọn em có thể check được, hoặc là tí nữa bọn em sẽ có cách check mem luôn, mem lưu trữ luôn, được không? Array indexing and slicing thì hôm trước anh chỉ cái này rồi đấy, thằng array thì nó khác với cả thằng gì,
Thằng list thông thường đúng không? Thằng list thông thường chúng ta dùng như nào? Là dùng hai ngoặc. Còn thằng này sẽ dùng một ngoặc. Đấy, được chưa? Lướt qua nhá, lướt qua xíu nhá. Anh đang tạo ra một cái ma trận random từ 0 đến 20 có sai là 6. Đúng không? Được chưa? Có sai là 6. Đấy. Thì bây giờ ví dụ nhá. Nếu mà cái này thì được gọi là gì? Có nhớ pandas không? Pandas thì cái này được gọi là gì? Là series nhá. Đấy. Pandas có hai cái đúng không? Một là gì? Data frame là data frame của chúng ta sử dụng gì? Data frame của chúng ta sẽ có gì nhỉ? Lớn hơn bắt đầu là từ hai hàng đổ lên đúng không? Hai hàng hai cột đổ lên. Còn nếu mà là vector một chiều ấy hoặc là một D ấy thì nó sẽ là series. Series nhá. Được chưa? Đây là random này, one này, one dimension này, array này, được chưa? X.4 thì cái này truy xuất như bình thường rồi. Cái này thì không nói rồi. Và bây giờ đến phần cắt là start, stop, step. Đấy, nhắc lại thôi nhá. Đấy, nếu mà như thế này thì hai đứa hiểu như nào? Nhìn kỹ. Có phải lấy được ra ba phần tử đầu tiên đúng không? Ba phần tử đầu tiên là bao nhiêu? Là 3 tạ bao nhiêu? 17 đúng không? Đúng chưa? 0, 1, 2. Đấy, nó lấy được ra 0, 1, 2. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy từ 4 đến 5. Cái này thì đơn giản rồi. Với mấy cái slicing này thì cắt bé, cắt nhỏ này thì đơn giản rồi. Thế hai đứa thì lấy như này thế nào? Nhớ nhé, là mỗi đây hai đứa phải nhớ cái này này, cái này cực kỳ quan trọng nhé. Đây. Này cực kỳ quan trọng. Đây. Start, stop và step. Khi mà bọn em truyền vào hai dấu chấm như thế này thì được hiểu là gì? Start là gì? Và stop là gì? Ờ đúng không? Lấy hết nhưng mà sẽ nhảy là 2. Đấy, lấy hết nhưng nhảy 2. Thì 3 17 được chưa? Bao nhiêu 18, cái này thì hết rồi. Đấy. Nhớ nhá. Tiếp theo là multiple dimensional array. Multiple dimensional array nhiều chiều ấy. Multiple dimensional array bắt đầu từ 2 đi và thao tác thứ hai là nhiều nhất. Đấy, thao tác thứ hai là nhiều nhất thì chúng ta sử dụng gì đây? Là phải đúng không? Lấy hàng mấy đây? Hàng này đúng không? Cột mấy? Ra giá trị mấy? Tiếp theo lấy ra 11 đúng không? Gán. Gán thế này thì có nghĩa là sao? Là thay đổi giá trị ở trong array đúng không? List thì là một thằng gì? Có thể thay đổi giá trị. Chúng ta gán lại. Đây là sửa giá trị ấy. Thấy chưa? Là thành 11. Tiếp theo như này thì sao? Lấy từ 0 cho đến 2 của gì? 0 cho đến 2 của hàng đúng không? Là từ 0 cho đến hàng mấy? Đây này, 5 và 4 đúng không? Hàng này và hàng này. Đúng chưa? Và tiếp theo lấy thì từ 0 cho đến 3. Cột mấy? Cột mấy? Cột 0 cho đến cột 3 như này đúng không? Thế có nghĩa là lấy ra giá trị nào? Như này đúng không? Lấy thằng này rồi. Đấy. Đúng chưa? Tiếp theo chúng ta sẽ gì? Lấy hết tất cả các giá trị của một cột mà bọn em muốn truy xuất thì bọn em cần phải làm nào? Là lấy tất cả các hàng. Đây, lấy tất cả các hàng này. Và cột 0. Đúng không? Là có phải lấy được ra 4, 5 và 11 không? Đấy, nhưng mà bọn em nhớ nhé, khi mà mình lấy được ra ấy thì nó sẽ là nằm ở trong một trong đâu đây? Này, trong đâu đây? Trong list nhá. Ừ, nhớ nhá. Tiếp nào. Chúng ta có gì đây? Range, reshape. À reshape này hôm trước dạy rồi. Reshape luôn luôn phải đảm bảo cái gì? Hai đứa. Cái giá trị mà chúng ta muốn reshape ở đằng sau ấy nó luôn phải bằng cái giá trị, ý là cái giá trị nó phải bằng ấy. Giống kiểu là ở trong đây có bao nhiêu phần tử? Là có 9 phần tử đúng không? Cái giá trị mà chúng ta reshape lại thì số hàng và số cột nhân với nhau thì nó phải đủ gì? Đủ 9. Ừ đúng rồi, phải bằng giá trị cũ nhá. Để nhớ nhá. Được chưa? Reshape. Đấy. Thế thôi, cái này thì không có gì. Reshape thì hôm trước anh chỉ hết rồi. Array. Concat này là gì biết không? Concatenation này. Có biết là cái gì không? Là nối. Ở trong lập trình này có nghĩa là nối ấy. Nó giống kiểu là kiểu kết hợp nối nối ấy. Hiểu là nối split là cắt là tách được chưa? Nối và tách thì nối này nếu mà nối như này thì bọn em sẽ hiểu nó sẽ tạo ra cái gì đấy, x và y nối với nhau thì tạo ra cái gì, vẫn là đây này, vẫn là gì, một chiều nhưng sao, ừ đúng rồi, số lượng cột nó sẽ tăng lên đúng không, đấy vẫn là một chiều đúng không, đấy số lượng cột sẽ tăng lên đấy. Tiếp nhé. Này như này. Đây khởi tạo một cái mảng như thế này.
ấy, một cái mạng gì hai chiều để cho gồm hai hàng và ba cột này. Bây giờ anh sẽ nối, được chưa? Nối. Bây giờ nối như này thì sao? Sẽ nối dọc. Đấy. Một nối xuôi, hai nối dọc. Thế nối này, đây với đây. Đấy. Nhìn này. Đấy. Nối xuôi và nối dọc. Đây là chữ cho exit nhé. Exit này. À cái này không phải exit mà cái gì nhỉ? Đọc cái gì nhỉ? Assist à. Đấy, assist. Đấy. Assist này nó không biết phải dùng như nào, anh chỉ hiểu là hiểu nó dùng thôi chứ. Được hiểu nó giống kiểu là gì nhỉ? Chụp cái sao ấy. Đúng không? Cái này có phải là chụp không? Hay đứa? Anh không nhớ. Làm nào thì bôi nó nhỉ? Sao nó không dịch nữa rồi? Cái này có phải là từ chụp không hay đứa? Đúng rồi, nó là chụp. Chụp của anh nhớ đúng rồi. Chụp, chụp nhá. Nó là chụp. Đấy. Nó là chụp. Được chưa? Thì khi ấy mà bọn em không truyền vào chụp này thì nó sẽ mặc định là không. Không thì sao? Là lối dọc nhé. Còn nếu mà lối dọc là dọc, dọc xuống ấy, như này. Dọc xuống, dọc xuống dưới. Nhìn thấy hai cột nó khác nha. Được chưa? Thì mặc định là dọc. Được chưa? Đây. Mặc định là dọc. Thế bây giờ ví dụ anh cho axis là một thì em sẽ thấy là lối gì? Đây, axis là gì? Là một, không thì sao? Không là mặc định. Đấy, còn cái nó sẽ lối gì? Lối ngang. Lối ngang thôi. Extend theo chiều gì? Chiều ngang. Còn này extend theo chiều dọc. Cái này nếu quên thì mình chỉ cần sửa thôi. Được chưa? Nhớ là nó sẽ có gì? Hai đứa đừng có quan trọng là bắt buộc phải nhớ không hay một nhé. Khi mà mình code ấy, mình test thử ấy, nếu mà sai thì mình sẽ sửa lại. Đấy. Đấy. Cái nào nối dọc, cái nào nối ngang chỉ biết là gì? Nó sẽ có một cái giá trị liên quan đến trục. Đấy, khi mà concatenate này. Đấy, concatenate này. Có một cái giá trị liên quan đến trục ấy, thì mình cần phải truyền vào nếu mà mình muốn dọc hay là ngang. Tiếp theo, chúng... sao? Hai á. Hai nhưng là không có giá trị thôi. Nó không có tồn tại hai. Đấy, nó không tồn tại hai đấy nhé. Nó chỉ là tồn tại không và một thôi. Đấy. Mặc định là không có nghĩa là giá trị default của nó là gì? Là không. Còn giá trị gì? Truyền vào nó sẽ là một. Đấy. Nó sẽ chỉ có chiều ngang và chiều dọc thôi. Nó chỉ có hai chiều thôi. Nhá. Ok chưa? Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ khởi tạo một cái mảng này. Đấy. VStack này. VStack này anh chưa dùng luôn. Anh chưa dùng thằng VStack này. Vertically. Vertically. Stack. The array đây hai đứa đây vertical stack the array đây nó nhét vào bên trên à đây nhét x à vertical stack này có nghĩa là nó giống kiểu ghép ấy mình cũng có thể gì nó hiểu được như là concatenate nhưng mà nó sẽ là gì concatenate exit gì đấy hai đứa exit exit mấy một hay không không đúng không đấy nhưng dùng một cái thôi anh thì anh chỉ biết dùng này và chỉ dùng nó thôi. Thằng này không có horizontal này. Đấy, horizontal này thì cái này thì nó sẽ rõ ràng hơn. Đấy. Cái này thì có 0 và 1 để chỉ định, còn cái này nó sẽ rõ ràng hơn. Đấy. Vertical và horizon, đấy, ngang và dọc. Đấy. Dùng cái nào cũng được. Tùy thuộc vào khả năng nhớ nhé, tùy thuộc khả năng nhớ. Dùng cái này cũng được. Anh thì anh hay dùng cái này, chỉ cần nhớ một cái thôi và truyền vào. Ví dụ anh có truyền sai hay không thì anh truyền lại là một. Thế thôi, thật. Làm cũng thế mà. Sao mình nhớ được hết được? Kiến thức nó rộng mà nó nhiều lắm. Được chưa? Danh sách này. Đây, xem nhá. Chúng ta có x1 sẽ chứa các phần tử đầu, phần tử từ đầu của mảng x này đến vị trí có chỉ số là 99 vì 99 lớn hơn độ dài của x. Nó lớn hơn độ dài của x, được chưa? Nó sẽ chứa toàn bộ mảng của x. Đoạn này ok chưa? Alo. Ok đúng không? Tiếp theo x2 sẽ chứa các phần tử từ vị trí 99 đến vị trí thứ 5. Đấy là tuy nhiên vị trí thứ 5 nhỏ hơn 99, thế nên x2 sẽ trống. Được chưa? Tiếp theo x3 sẽ chứa các phần tử từ vị trí 5 trở đi của x. Vị trí thứ 5 trở đi của x, 5 đâu? Vị trí thứ 5. 1 2 3 4 5 đúng không? Nó có phải chứa từ đây đi không? Xem đến đây hiểu chưa? Hiểu chưa nhé?
Bây giờ anh thay số phát là lại không hiểu nhá. Thế năm thì sao? Thế năm năm thì sao? Thế mảng một là gì? Kỹ nào. Từ đâu đến đâu? Một, hai, à không, một, hai, ba, bốn. Như này đúng không? Mảng hai. Chắc chưa? Ừ, thế bảng 3. Được 3 đến hết đúng không? Kỹ nha. Rồi, thế bây giờ ví dụ anh tăng lên 6 thì sao? Mà 2 sẽ là 3 đúng không? Biết tại sao là 3 không đứng? Ừ. Đấy. Thế bây giờ ví dụ đây là lên là 9 thì sao? Đúng không? Nhưng mà thật sự ấy, cái thằng split này ấy, nó không sử dụng nhiều như ở trong tính nhìn ra đã thấy khoai rồi đúng không? Thế theo bọn em nếu mà sử dụng thằng này thì sử dụng cho cái gì? Theo bọn em ấy, theo bọn em sẽ sử dụng cho cái gì? Hả? Ờ. Chia thành các mảng để xử lý. Ừ. Cũng đúng, thật ra là split bản chất nó sẽ là tách. Nhưng mà như này nhá, nó sẽ có một cái khó như này, nếu mà bọn em sử dụng split này trong khi mà xử lý ấy, nó sẽ bị một cái khi mà bọn em concat lại ấy, hoặc là bóc tách ra ấy, xử lý ấy, nó sẽ rất là khó để đồng nhất. Nó bị khó để đồng nhất đấy. Căn bản là sau này bọn em lôi ra xử lý ấy, chỉ cần lệch một hàng một cột thôi là ngọng nhá. Xử lý mà không đồng nhất là lệch lệch là ngọng nhá. Đấy. Xử lý. Thế bây giờ được hiểu nếu mà truyền một vào thì sao? Hai đứa. Nếu mà một thì sao? Nó không có khoảng gì. Nó không có khoảng là từ từ một cho đến thằng thứ hai đúng không? Thằng split này ngáo não luôn. Thật ra là bản chất là anh muốn cho hai đứa ngồi ngẫm để cho có thể nhớ được thằng này. Để có thể nhớ được thằng này. Chứ thằng này lúc lúc đầu nó sẽ hơi khoai, chứ được đùng một cái anh giải thích thì nó sẽ bọn em sẽ không nhớ, không nhớ bọn này. Mà đầu tiên thì sẽ là từ mấy đến mấy, là từ không cho đến giá trị này. Mảng thứ hai là sẽ từ giá trị này cho đến giá trị này. Mảng thứ ba sẽ từ giá trị nào cho đến giá trị nào. Đúng rồi, là giá trị còn lại đấy. Nếu mà giá trị này này mà lớn hơn giá trị của mảng thì chúng ta sẽ lấy mảng đầu tiên, lấy hết. Được chưa? Mảng thứ hai rỗng. Mảng thứ ba. Mảng thứ ba là sao? Thế bây giờ ví dụ ở đây 99 sao? Alo. Thứ ba là sao? 345. Đúng không? Rồi. Nhưng mà cái này không dùng đâu nhé. Thật. Hai đứa có là để anh cho làm bài tập thôi. Sao? Nói đi. Hả? 99 đến 99 á. Đúng rồi. Thì tại vì nó sẽ bắt đầu từ 99 đi mà. Đúng không? Làm gì có đâu. Ok. Đấy. Thì nó nhớ là nó sẽ trả ra là gì? Là ra ba cái mảng. Đấy chưa? Mảng đầu tiên là từ 0 cho đến giá trị đầu tiên. Mảng thứ hai là từ giá trị đầu tiên đến giá trị thứ hai. Mảng thứ ba từ đâu? Từ đây đến hết đúng không? Đúng chưa? Ờ, tiếp nào, thằng split này. Nhìn thấy tưởng giống nhưng mà không không phải giống đúng không? Tiếp nha. Chúng ta có range, xong reset, à thằng reset thôi. Đấy chưa? Đến phần gì? À đây, đến một số phần liên quan đến gì nhỉ? Tính tính giá trị min, giá trị trung bình, variance các thứ. Đấy chưa? Đầu tiên là tính gì? Tính sum, sum hôm trước anh chỉ rồi đúng không? Là tổng tất cả giá trị này vào. Min thì sao? Là tổng tất cả giá trị này chia cho độ dài. Standard thì sao? Standard là gì? Độ lệch chuẩn đúng không? Là công thức của standard là gì? Này, nếu mà em không biết công thức của nó, bọn em chỉ cần
Chỉ vào ơ. Đây này, Method Standard NumPy Array này. À, cái này nó không, nó không ra cái gì. Standard giá trị trung bình. À cái gì nhỉ? Độ lệch chuẩn, nhớ chưa? Độ lệch chuẩn tính như nào? Nhớ cái tính độ lệch chuẩn chưa? Là giá căn, căn gì? Hai đứa của từng giá trị này trừ đi. Trừ đây, quên. Từng giá trị này trừ đi cho 2,5 đúng không? Tất cả hả? Bình, đúng rồi. Và cộng hết tất cả giá trị vào thì sẽ ra giá trị này đúng không? Thế variance thì sao? Bình phương của căn bậc 2 đúng không? Đấy. Tiếp theo chúng ta có array. Chúng ta khởi tạo một array như này. Array 2 chiều. Array 2 chiều thì sao? À, đây là phương sai. Đây là độ lệch chuẩn. Trời ơi, hai cái đứa này. Đây, anh gửi công thức vào trong nhóm nhá. Đây, phương sai. Đợi xíu. Ảnh đi. Phương sai đây này. Copy. Đây là phương sai. Mà thôi anh cắt như này đi. Phương sai. Độ lệch chuẩn nhá. Trung bình thì thôi nhá. Độ lệch chuẩn này. Đấy, phương sai và độ lệch chuẩn. Hiểu, ý là có hiểu công thức này không ấy? N là gì đây? X là gì? Tổng đi nhá, đây là tổng từng giá trị phần tử của x trừ đi giá trị trung bình, bình phương, đúng không? Còn cái này là gì? Là căn bậc 2 của tổng các giá trị của x trừ đi giá trị gì đây? Hai đứa? Đây, độ lệch chuẩn nhá. Đây này, variance, phương sai này, độ lệch chuẩn này. Đây. Độ lệch chuẩn, phương sai ơ. Không giải thích à? Đây, độ lệch chuẩn đây. Là một trong những biện pháp. Ui rồi không phải. Công cụ thống kê. Độ lệch chuẩn thấp hơn. Các đầu tư cái gì gì ấy. X là x trung bình. X trung bình được tính bằng tổng. Cái này thì. Đây, phương sai đây. Cho mỗi điểm dữ liệu được tính bằng. Đây này. Đây anh gửi cái này. Cái thằng này nó bị làm sao nhỉ? Đây. Hai đứa về nhà đã đọc được 47 trang hôm trước chưa? Hai đứa. Giờ đọc qua đúng không? Khó hay dễ? Cũng ok đúng không? Dạy trung bình đúng không? Phương sai, mỗi điểm dữ liệu. Đây công thức nha. Còn đây là cách sử dụng. Đây là cách sử dụng nha. Đấy, sum là tổng hết tất cả các giá trị đấy chưa? Min thì sao? Trung bình cộng vào chia đúng không? Tương tự thôi mà. Đấy tương tự thôi mà. Cái này exist không là gì? Nó sẽ theo gì? Cộng theo. Cộng theo cột hay cộng theo hàng? Hay nữa. Cộng theo cột hay cộng theo hàng? Cột đúng không? Đây. Cột xuống, cột xuống. Còn exist 1 thì sao? Theo hàng đúng không? Hai đứa cứ thay nhé. Cái này bản chất này anh cũng không nhớ hàng với cột đâu. Không cột không hàng đâu, tại vì có nhiều cái để không thì nó sẽ là hàng và để một thì nó sẽ là cột đó. Thấy chưa? Tiếp theo là giá trị trung bình. Đấy, trung bình min. Min exist không? Exist không thì sao? Là chia cho 3 đúng không? À, chia cho 3 chứ, 3 này chứ. Đấy. Đây, 1, đây tương tự. Đấy, cái tương tự. Phương sai độ lệch chuẩn, phương sai và độ lệch chuẩn này sau này bản chất ấy nó sẽ là các cái built-in ở trong trong code đấy, built-in ở trong code trong các ví dụ như kiểu là thằng machine learning ấy, nó mà đã dựng lên sẵn rồi ấy, nó các hàm built-in ở bên trong nó đấy. Nếu bọn em có đọc sâu vào bọn em sẽ nhìn thấy mấy cái này, đọc sâu vẫn nhìn mấy cái này đấy, phương sai độ lệch chuẩn. Tiếp theo chúng ta có gì đây? Chúng ta có broadcasting, vertical casting. Ok, cắt. Cắt cộng trừ nhân chia. À cộng trừ nhân chia. Hôm trước anh dạy có mấy mấy loại cộng? Hai đứa. Mấy loại cộng? Hai loại cộng đúng không? Một là bằng hàng bằng cột, hai là lệch hàng, lệch cột được chưa? Lệch hàng lệch cột được chưa? Tiếp theo, nhân có mấy loại nhân? Hai loại nhân đúng không?
Một là bằng hàng bằng bằng cột đấy, còn hai là gì? Số cột của thằng này thì phải bằng số hàng của thằng kia, nhớ bạn đấy không? Là phải dùng, chúng ta dùng gì? Dùng dot nhá. Số cột của thằng này thì bằng số hàng của thằng kia, chúng ta dùng dot. Đấy, dùng dot. Đây, ví dụ anh có ngẫm nhiều là sao? Ừ, tại vì anh đã giao được bài tập cho hai đứa làm đâu. Xong bài hôm nay nhá. Xong bài hôm nay sẽ có bài tập. Bài tập là sẽ trải dài xuyên suốt đến cuối tuần luôn. Nghĩa là đến sang tuần sau ấy. Ý là bài tập hôm nay ra. Đấy à, bài tập hôm nay ra. Đấy, đây bài tập có rồi này. Thì anh sẽ gửi cho hai đứa đây. 5 bài exercise này. Từ từ á, không không có từ từ. Vội gửi tí nữa. Đấy. Sợ quên. Được chưa? Sao sao? Cái gì? Ừ, phải hỏi trước, à phải gửi chứ. Sợ anh quên nhá, già rồi, đầu óc bây giờ nó lú lẫn lắm. Dạy mấy lớp liền. Đây, tiếp theo nhá. Chúng ta có phần sort, sort là gì? Sort là sắp xếp. Đấy. Sort này thường ấy là thằng này dùng cũng nhiều nhé. Sort này bản chất là sau này ví dụ bọn em hiểu ở trên cái màn hình của chúng ta này, nó được chia làm đây là trục x, cái trục này, cái trục nằm ngang này là trục x, đây là trục y. Nó sẽ khác với hệ tọa độ thông thường bọn em dùng nhé. Thì khi một ảnh ấy, bọn anh mà muốn cắt ra một bức ảnh mà có, ví dụ bọn anh muốn cắt ra một bức ảnh bất kỳ, nó giống kiểu split như này này, phải không? Đấy, cắt một bức ảnh bất kỳ thì nó sẽ đều có giá trị tương ứng là gì? Đây này, giống. Đây là giá trị bắt đầu anh kéo đúng không? Đây là giá trị gì? X này, đây là y này, và đây là gì? Đây là x, đây là y này. Quét hết các cái vùng này ở bên trong này, cái vùng mà chúng ta quét được ấy, được chưa? Nó là cái dữ liệu mà anh có thể cắt được. Thì ấy, bản chất sau này cái thằng sort này anh sử dụng nhiều nhất đó là về cái việc mà khi mà một model AI nó dự đoán ra một cái giá trị bất kỳ nằm ở trên này này. Đấy. Ý là một cái hình bất kỳ như này là sort là anh sẽ lấy được ra các cái giá trị lần lượt từ trên xuống dưới. Có nghĩa là nếu mà bọn em sử dụng trong 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 text ấy, và em có hiểu text là chúng ta sẽ viết lần lượt, nếu mà đọc text đúng không? Đọc text của tiếng Việt hay bất cứ thứ tiếng gì thuần chủng bây giờ là đang là gì? Là từ trái sang phải và từ trên xuống dưới đúng không? Khi anh cắt được các cái từ ấy ra, nếu mà nó sắp xếp lộn xộn ấy, là anh sẽ dùng thằng sort này. Anh sort theo hàng và sort theo cột thì anh sẽ lấy được ra các giá trị lần lượt từ trái sang phải, từ trên xuống dưới của nó. Hiểu hiểu sơ sơ như thế. Đấy, đây. Nói. Text detect. Text detection đi. Email. Đây này, các em hiểu không? Đây là một cái bức ảnh thông thường đúng không? Đây là một cái bức ảnh thông thường. Đây là một cái bức ảnh thông thường đúng không? Thì bọn em hiểu bản chất này gì? Đây là trục trục không. Đây là trục x này, đây là trục y. Khi mà anh cắt tất cả những cái dữ liệu liệu ra ấy, thế làm thế nào để bọn nó biết là đọc cái đấy mà ghi được ra text thông thường là ghi như thế nào? Đây bây giờ ví dụ nhé. Hai đứa có hiểu ý anh nói không ấy? Ừ, làm thế nào để chúng ta có thể đọc được từ gì đấy? Từ type 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 next cues cái gì này đấy. Đọc từ trên xuống dưới và từ trái sang phải thì bản chất ấy khi mà thằng thằng text này ấy, nó detect ra thì nó sẽ có làm sao để vẽ được cái này thì nó sẽ có tọa độ để nó vẽ được cái hình màu xanh, cái chữ màu xanh người ta hiểu không, vẽ được chữ màu xanh người ta. Thế làm thế nào để bọn anh có thể sắp xếp được cái từ này là từ trên xuống dưới và từ trái sang phải thì đấy nó liên quan đến thằng sort đấy. Đấy, sort là sort theo gì, ví dụ anh sort là gì, gốc tọa độ là không ở đây đúng không, thì nó sẽ lớn dần. Ví dụ là gì? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đến 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 khoảng 200 ở đây chẳng hạn thế. Còn cái này theo trục y thì sao? Từ 0 đến khoảng 700 ở đây chẳng hạn thế. Được chưa? Thì khi mà bọn anh sort đấy, bọn anh sẽ lấy được ra thì từ trên xuống dưới và từ trái sang phải. Đấy, hiểu hiểu đơn giản như thế cũng được. Đấy là anh dùng sort nhá. Sort này thì đơn giản thôi, tăng dần và giảm tăng dần được chưa? Tiếp theo, chúng ta có gì đây? Sort. Argument sort x y print x. Từ từ á, để anh xem nào. Liên quan đến function is sort break instead return the index of sorted element. Thằng này nó sẽ gì? Return về cái giá trị mà ban đầu ấy, đúng không? Có được hiểu thế không? Index element. Ý là giá trị trước của cái phần tử đấy. Hai hai đứa hiểu cái này không? Có nghĩa là thằng 1, thằng 2 này giá trị trước của nó là giá trị mấy? Là 1. Đấy, trước của thằng này là không, ý là liền trước của nó ấy, số liền trước của các giá trị này, anh chưa bao giờ dùng thằng này luôn, thôi cũng chẳng cần phải để ý thằng này đâu, không dùng thôi tắt nó đi. Làm sao để xóa bây giờ?
Thôi. Ở đây, anh đang chưa kéo được xuống. Tiếp theo, chúng ta có sorting along row and column. Đấy, đây này. Đây là trong một cái phần, một trong những phần mà hai đứa cần phải để ý này. Bây giờ anh sẽ random nó. Ui, này còn random state nữa. Random int đi, còn random state. Random state giá trị x, random int range. Ran.ran int. Thôi kệ đi, bọn em không cần phải để ý. Giá trị gì? Từ 0 cho đến 10 và có chiều dài và chiều rộng là 4 nhân 6 đúng không? 4 nhân 6 đúng không? Thế bây giờ làm thế nào để có thể run được sắp xếp được theo chiều x? Này thì chỉ truyền vào cái exist 0 và exist 1 thôi mà. Random nó đấy, thằng exist 0 thì bọn em cứ hiểu là 0 thì là column, 1 thì là row. Nếu mà chúng ta hiểu sai thì chúng ta sắp xếp lại 0 và 1. Nếu mà sắp xếp theo gì? Theo gì đây? Column đúng không? 2, 5, 6, 7 đúng không? 1, 2, 3, 6 đều tăng dần hết đúng không? Tăng hết này. Đấy. Giảm này. Được chưa? Cái này thì từ đây, từ đây. Đoạn sắp xếp này có hiểu không? Hai đứa. Alo. Sắp xếp. Còn sắp xếp này. Đấy, sắp xếp array. Gần như là cái này dùng 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 nhiều ấy, dùng nhiều xử lý cho ảnh thôi. Còn data analyst anh cũng chưa dùng thằng sort này đâu nhé. Chưa dùng thằng sort này. Bản chất ấy là mọi người hiểu khi mà mình xử lý data ấy nó phải đồng nhất đấy. Đồng nhất có nghĩa là khi mà mọi người thu thập dữ liệu về đúng không? Nó là các cái giá trị số hay là giá trị chữ, nó làm theo quy luật rồi. Đấy, thường mình sẽ chỉ xử lý ở trong cái quy luật đấy thôi. Đấy. Tiếp nha. Particle sort protein đúng không? Particle sort. Path partition. À, sort theo partition. Sort theo partition. Đấy chưa? Partition của chúng ta từ từ á. Để anh xem nào. Thằng này anh không dùng. Anh không dùng thằng này. Xem nó có khác gì không? Partition sort 7 7 đến 4, 5 pi partition. Partition x 3. Là sao? Chưa hiểu không này? X 3 2 2 1 3. À, ý là trước. À, ý là sort theo phần. Có nghĩa là từ 3 đúng không? Là sao? 0 1 2 3. À, 1 2. Cái này hiểu không đấy? Thế bây giờ ví dụ anh tăng lên cái giảm cái giá trị này đi là 2 sao? 1 2 3 đúng giá trị này anh để là 10 sao? Hai đứa có hiểu cái này không ấy? Alo. Đây nhá, thì anh khởi tạo ra một giá trị gì nhỉ? Một cái mảng, đấy chưa? Có giá trị là 7 2 10 1 6 5 4. Đấy. Thì đây là partition ấy hay còn được hiểu là sort partition ấy, thì bọn em truyền vào là gì? Truyền vào cái mảng mà bọn em muốn sort. Đấy chưa? Thứ hai là cái vị trí, ý là cái phần ấy, cái phần mà muốn sort. Đấy chưa? Phần muốn sort bây giờ anh muốn để phần là gì? Là 2 đúng không? 0 1 2 là đến 10 đúng không? Nó sẽ tách làm hai phần. Bình thường nhá, bây giờ ví dụ đến 10 là 10 đúng không? Cái phần đầu tiên này, thấy chưa? Là nó sẽ sort vào từ đến cái giá trị này, lặp đến cái giá trị này thôi. Đấy, vị trí nhá, cái này là vị trí nhá, chứ không phải là số nhá. Thế bây giờ ví dụ anh để là 5 đi. 5 thì sao? 5 là mấy? Trừ 2 đúng không? Là đây, các cái số nào mà có ở trong mảng, được chưa? Đầu tiên là các số phải có ở trong mảng. Trừ 2 là anh ấy đang lấy ra giá trị mấy cả hai đứa? 5 đúng không? Là giá trị nào có ở trong mảng, được chưa? Mà nhỏ hơn 5 thì sẽ để sang một bên. Được chưa? Và chúng ta sẽ sắp xếp các giá trị nào như này, 5 6 7 8 9 5 6 7 đến 10 này. Đấy. Đoạn này hiểu không? Thế bây giờ ví dụ anh lấy ra trừ 1 thì sao? Hai đứa. Trừ 1 là lấy ra giá trị 4 không? Thì những giá trị nào ở trong 4 thì không sắp xếp nhé. Là mình hai mình lấy xuống này, một lấy xuống này. Đấy rồi. Một lấy xuống, hai lấy xuống này. Đấy, còn giá trị từ 4 đến 10 thì sắp xếp đúng không? Là sắp xếp theo tăng dần là theo cái số mà mình chọn này. Chả bao giờ là dùng kiểu này luôn. Nó tạo ra thế thôi nhá. Đấy, đọc để hiểu thôi, để sau này hai đứa nhìn vào để hiểu thôi nhá. Đây này, exist này. Thì đây, mình xem nào. X đúng không? X lớn đâu vậy?
từ từ. Giá trị x lớn, giá trị x lớn là tích trên kia cơ. Chúng ta có giá trị x lớn là như này đúng không? X lớn ở bên trên này này. Đâu rồi? Nó ở đâu đó ở bên trên ấy. Ôi, từ từ bị lag. Đây, x lớn đây, ran đây nhá. Hay đấy nhá. Đấy. Đây chúng ta có x lớn đúng không? X lớn này chuyển vào 2 thì sao? Hay nữa. Nếu mà chuyển vào 2 thì sao? Exit là 1 thì sao? Chúng ta là đang gì? Sort theo gì đây? Alo. Là theo hàng đúng không? Exit là 1 có phải sort theo hàng không? Ở hàng, giá trị 2 là giá trị mấy? 2 là 0, 1, 2 là 7 đúng không? Là những thằng nào nhỏ hơn 7 thì vứt sang một bên, cứ nhặt từ trên xuống dưới đúng không? 6. Ở đâu? Có phải 6 không? Sort theo hàng mà. Bảy đây đúng không? 3. Từ từ anh. Nhìn kỹ là 6. 6, 3. À. 6, 6. Có hàng 6. Là 0, 1, 2. Đúng rồi. Là 3, là 4. 3 trước. 4. 3, 4, 6. 7, 6. À. Để exit 1. Ví dụ anh để exit 0 thì sao? Đợi xíu. Hai, năm, sáu, bảy, đúng rồi. Ba, anh không hiểu cái này, từ từ. Hỏi này, giải thích này. Anh chưa dùng thằng này bao giờ. Chưa dùng này bao giờ. Sao? Không, thằng này thì xếp theo cột. Còn một thì xếp theo theo gì? Một sẽ xếp theo theo hàng. Đấy. Đây nhá. Để từ từ xem giải thích nhá. X là gì? Ở đây này. Chúng ta có x là cái mảng này. À mà thôi. Đấy. Là một mảng đa chiều. Được chưa? K. Ở đây. X, K. Và exist K là gì đây? Là một số nguyên chỉ ra vị trí chia mảng x. Giá trị K sẽ là ở đâu? Cho tất cả các phần tử có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng K xuất hiện ở phía trước. Và tất cả các phần tử có giá trị lớn hơn K xuất hiện ở phía sau. Thế hiểu đúng rồi gì đó. Nhỏ hơn K. Nhưng có sắp xếp không? K xuất hiện ở phía trước và tất cả các phần tử K nhỏ hơn ở phía sau. Đúng rồi. Thế đây đúng không? K, K là 2 đúng không? 2 là vị trí là 0, 1, 2 là 7. Ví dụ để đây là 1 thì sao? 1 chúng ta đang sắp xếp theo gì đây? Hai đứa. Theo gì? Theo hàng đúng không? Sắp xếp theo hàng đúng không? Nhỏ hơn 7 thì để ở phía trước của nó. Rõ ràng. Tại sao lại có thằng 6 ở đây? Đây. Alo, sao? Alo. Sao? Từ từ nhé. K là một phần tử, là số nguyên chỉ ra giá trị. Hay là thằng này nó sẽ thay đổi? À không, x thì không thay đổi được. Random là sẽ lấy luôn một phát rồi. Lấy luôn một phát đúng không? 7 đúng không? 0, 1, 2. Đúng rồi. Lấy ra giá trị 7. Đấy. Theo x. Đúng rồi. Được chưa? Exit là 1. Sắp xếp theo hàng. Được chưa? 3, 4, 6 và 7. À. Có nghĩa là nó chỉ sắp xếp 3, 4, 6 và 7. Còn các thằng này nó sẽ... Ví dụ là thừa ra hai thằng ấy không sắp xếp. Thế bây giờ ví dụ anh sẽ để... Ở đây là 6 tiếp thì sao? Cái này nó lại ép cho sửa nhỉ? Như này đi. 6 đúng rồi. Nếu như này, thế ví dụ anh để ở đây là 4 thì sao? 4 là mấy? 4 là 3 đúng không? Nếu 4 6 6. Đúng rồi. 3 xuống. Nhưng mà 7 tại sao thằng 6 nó không xuống nhỉ? Thế ví dụ là 6 là sao? 4 thì sao? Là 6 đúng không? 6. Ảo thế. Từ từ nhé. Ờ.
Cái gì? À đúng rồi. Đúng rồi. Theo cột thì sắp xếp ok nhá. Đây, xem nó giải thích đi. Anh cũng đã không hiểu cái này lắm. Sao? Bạn có một cái này, 4 nữa để giá trị x. Dưới đây là sao? Lưu ý. Hàng của mảng x đã được chia thành là sao? Kết quả là một. Kết quả 6, 3, 7, 4, 6, 6, 0. Đây không phải là kết quả của nó, đây là x. Ở dưới đây. Vác ra nhé. Thằng này ảo quá. Thôi, sau anh sẽ không cho bọn em học mấy cái này nữa. Căn bản mấy cái này. Đây, kết quả đây. Ừ, đây này. 6, sao kết quả thằng này nó lại như này? 3, 4 này. Khi là 4 đúng không? 4 là mấy? 0, 1, 2, 3, 4 là 6. Đấy, các dị. Đấy, như thế này là đúng này. Như này là đúng đúng không? Thằng collab đang chạy sai đấy. Ảo thế. Hai đứa. Nếu mà 6 như này thì tất cả giá trị nhỏ hơn 6 thì sẽ để hết sang một bên đúng không? Từng hàng một. Không sai, thằng này thằng collab nó ngáo ấy. Đúng không? Hai đứa có thấy chuẩn không? Là có nghĩa là nhá. Sao? In index của từng hàng á? Ờ sao như nào? Ví dụ. Không phải đâu. Nếu mà được hiểu nhá. Nếu mà được hiểu thằng partition này đúng ngay từ bên trên ấy, được chưa? Chúng ta làm ngay từ bên trên ấy thì bản chất ở đây là gì? Là nó đang đưa một cái giá trị này vào ấy, được chưa? Exist này là đang cho mảng hai chiều đúng không? Đấy, là hàng và cột và đang sắp xếp theo hàng và cột. Giá trị này truyền vào, bản chất chúng ta là gì? Là có nghĩa là cái index mà chúng nó đi tìm ở trên này. Theo gì? Theo này theo gì? Theo hàng đúng không? 4 ở đây là gì? 0 1 2 3 4, ở đây là 6, là tất cả các cái giá trị nhỏ hơn 6 thì nằm ở bên gì? Nằm bên nào? Nằm bên trái, không được sắp xếp và sẽ đặt hết xuống dưới. Đúng chưa? Nằm bên trái, không được sắp xếp sẽ đặt hết xuống dưới. Đấy, hiểu thế. Thôi, thằng này bỏ đi, bỏ đi. Tìm hiểu thế thôi. Thằng này không dùng mà. Không không dùng gì hết nó luôn đấy. Nhìn thế này thôi mà anh đang không hiểu là nếu mà làm như này để làm gì? Anh đang thắc mắc ấy. Anh đang thắc mắc nếu mà làm như này để làm gì nhỉ? Nếu mà để như này sắp xếp như này để làm gì nhỉ? Chưa dùng đến. Maybe là sau này bọn em sẽ dùng. Dạy qua để cho bọn em biết. À đây, đến phần gì nhỉ? Nainia. Cái này ấy, bản chất là phần phép cộng trừ nhân chia ấy. Đấy. Thì ấy, bọn em nếu mà gặp thằng A còng này với cả thằng Dot này là hai thằng tương tự nhau nhé. Đấy. Dot này là sao? Hai đứa. Số cột phải bằng số hàng nhân như thế nào? Từng phần tử của gì? Hàng nhân với từng. À từng phần tử của hàng ấy. Nhân với từng giá trị của cột. Đấy. 1 nhân cho 6 cộng với 2 nhân cho 4 cộng với 3 nhân cho 2 ra 20. Đấy, thằng này tương tự thế. Được chưa? Cũng ra thế, tương tự chưa? BT là sao? Hai đứa có nhớ cái này không? T là transpose. Ma trận gì? Ma trận gì? Chuyển. Vẫn chuyển chuyển hàng thành cột đấy. Chuyển vị đấy. Chuyển vị trí đấy. Hàng cột đúng không? Đấy, cái này thì nhân thôi, cái này phép nhân thôi. Cái này không có gì cả. B chấm T là transpose rồi. Lấy cái giá trị transpose này nhân cho A. A ở đây là bao nhiêu? Đấy. Số cột có bằng số hàng không? Có đúng không? Đấy, thì nhân vào nhau thôi. Này ok. Đến phần phần 5π. Đấy. Thì anh đã gửi cho bọn em bài tập phần 5π. Đấy, bài tập 5π thật ra nó nhiều lắm. Bài tập 5π rất là nhiều. Cái lộ trình này ấy, cái lộ trình này này. Là anh lấy ở trên gì nhỉ? Coursera ra dạy bọn em luôn đấy. Hiểu không? Đây là Coursera nó đưa rất là nhiều thứ vào. Đấy, Coursera đưa rất là nhiều thứ vào. Bản chất là anh muốn dạy và anh đưa. Có những cái mà anh không dùng. Là anh sẽ không biết nha. Có những cái anh sẽ không dùng. Tại vì đấy, theo như bọn em biết ấy, thằng NumPy này nhá. Nó nhiều lắm. NumPy này.
không thể dùng hết được ấy, hai đứa hiểu không? Mà anh bây giờ mới chỉ làm được có tầm khoảng 4 5 năm chứ, 4 5 năm không không dùng hết được, vợ chả để làm gì cả, dùng hết cũng chả làm gì luôn đấy. Thấy chưa? Thế là có những cái mới với cả method của nó ở trong thằng NumPy này nó như thế nào ấy, nó so sử sử dụng mới như thế nào thì hai đứa có thể xem thêm nhé. Này nhiều lắm, vừa đấy là gì anh lôi ra một ít thôi, còn đây nữa đấy, thấy chưa? Nó rất là nhiều. Thế nên là có những cái nào mới mà anh thấy ok, với cả đây là lộ trình ở trên Coursera chính thức, có nghĩa là lộ trình toàn quốc ấy. Đấy thì anh đưa cho bọn em học sẽ hợp lý hơn. Tiếp theo đó là chúng ta đi tiếp đến phần Pandas. Pandas hôm trước là dạy hết Pandas 1 rồi nhá. Hết hết Pandas 1 nhá. Anh sẽ lướt qua Pandas 1 một tí. Được chưa? Lướt qua Pandas 1. Cái phần quan trọng của thằng NumPy ấy, mọi người cần nhớ cho anh những thứ như sau. Được chưa? NumPy đầu tiên mọi người nhớ cách khởi tạo của NumPy là cái đầu tiên này. Đấy. Cái thứ hai là cái truy xuất ở trong NumPy. Cái đấy thì nó giống hệt với list rồi, nó chỉ khác cái dấu phẩy thôi. Hai đứa nhớ nhá. Start, stop, step. Hai đứa nhớ cái đấy này, cái đấy cực kỳ quan trọng này. Được chưa? Tiếp theo, NumPy thì mọi người nhớ cho anh thằng sort. Sort thường thôi. Chỉ cần sort thường thôi. Đấy, sort thường. Thằng gì nữa nhỉ? Dtype, được chưa? Dtype ở trong NumPy. Đấy, check type của trong NumPy. Đôi khi là mọi người cần phải chuyển type ở trong NumPy. Được chưa? Chuyển type thì cần add type này được. À, còn cái gì nữa nhỉ? NumPy còn cái gì quan trọng nữa? Đấy, đại loại thế, có mấy phần quan trọng ấy. Còn mấy cái này cứ học qua. À, min đây, sum, min, trung bình các thứ. Đấy, tính trung bình các thứ. Cái này thì tra một phát là ra. Cái này tra một phát là ra. Ví dụ hai đứa có quên. Được chưa? Thằng split này thì à đây, concatenate nữa. Đây, concat. Thằng này cũng quan trọng. Dùng để nối hai mảng. Đấy, nối hai mảng. Đấy, tạm thời là dùng mấy mấy này trước nhé. Tạm thời dùng mấy này trước. Tiếp theo anh sẽ nói qua về bài hôm trước. Bài hôm trước chúng ta có học thêm cả Pandas. Pandas ấy thì bọn em nhớ nhá, nó có hai cái, một là phần series. Đấy chưa? Hai là phần data frame. Đầu tiên phải nhớ hai cái đấy trước, được chưa? Series và data frame thì series ấy sử dụng cho gì? Series ấy nó sẽ sử dụng cho mặt trận một chiều. Được chưa? Chị mẹ gọi bố Siri ra. Mặt trận một chiều. Thứ hai là gì? Chúng ta có data frame là sử dụng số chiều từ 2 đổ lên. Hai đứa nhớ này chưa? Data frame ấy, data frame nó phải là bảng, là cột. Còn còn cái kia nó chỉ là gì? Nó chỉ là vector thôi, vector bình thường thôi, nó không phải là mặt trận. Nhớ. Đây, khi mà khởi tạo ấy, nó sẽ có rất là nhiều kiểu khởi tạo. Đây là khởi tạo theo gì đấy? Theo key và value, theo dictionary ấy. Nhớ. Khởi tạo theo key và value. Chúng ta có thể khởi tạo theo gì? Theo một list, nhưng mà chúng ta cần phải truyền vào gì? Truyền vào thêm giá trị, là giá trị label, giá trị index cho nó. Đấy. Hoặc là column như này này. Đấy, bọn em có thể khởi tạo ở đây một list đúng không? Bọn em truyền vào column như này. Đấy. Đây khởi tạo nhé. Và đa phần ấy, sau này bọn em ấy rất là ít khi sử dụng thao tác cái mấy cái như này. Bọn em chỉ dùng thao tác với data frame xong là ép kiểu vào thôi. Ý là khởi tạo data frame ấy. Gần như sau này bọn em rất là ít khởi tạo vào. Biết tại sao là ít không? Bọn em làm việc với dữ liệu trong database và làm việc với dữ liệu ở gì? Ở file CSV hoặc là file Excel. Đấy. Bọn em chỉ cần đóng vào data frame thôi. Cái phần đóng này rất là quan trọng này. Pandas.dataframe ấy là rất là quan trọng. Và cái phần pandas chấm đây này, phần pandas chấm rất là quan trọng nhé. Anh sẽ chạy này, đợi anh xíu, chạy này nhá. Đây, pandas chấm read. Đây, pandas chấm read. Chạy lâu nhỉ? Rồi. Đây. Pandas chấm read. Đấy. Ra rồi đấy thì ấy, những cái này là quan trọng nhé, cần phải nhớ này, read CSV yeah. Data dạng CSV thì như nào, là phân tách nhau bởi dấu phẩy như này này đấy, data dạng CSV ấy. Phân tách nhau bởi dấu phẩy. Tiếp theo chúng ta có data Excel. Excel thì biết rồi, bọn em thao tác suốt rồi, nó có lưu trữ là gì, là cái gì nhỉ, định dạng của file Excel là cái gì nhỉ? EXCL đúng không? Đúng không hai đứa? Định dạng của file Excel ấy, chấm gì? Chấm EXCL đúng không? Em không nhớ rõ nữa. Tiếp theo là chúng ta có HTML thì hôm trước anh chỉ rồi. JSON thằng nào nữa nhỉ? Database này, SQL table và S query này, đấy.
anh sẽ chỉ mấy anh này sau. Tiếp nào. Chúng ta có ở đây cái này khởi tạo rồi, xong rồi đây đọc dữ liệu từ file CSV lên đấy, đuôi chấm CSV này, hôm trước anh chỉ rồi nhá, đọc file CSV còn cái gì nữa, index đấy, index mấy phần này hôm trước học chưa, học rồi đúng không, đây row row label index đây đúng không, nó là cái này này. Thế là ví dụ anh chuyển index này thành thành 53 thì 53 thì hơi xấu, 56 thì không? Có phải giá trị này nó sẽ là mấy, là 56 nhớ, ý là bọn em đây là gì, là bọn em sẽ ép vào gán vào. Thế bây giờ ví dụ anh không truyền vào thì sao, không truyền thì sao, nó sẽ mặc định đúng không, à, default nó sẽ tự tăng dần đúng không, nếu mà em truyền vào thì sao, thì nó sẽ lấy gì, lấy này nhá đấy, còn bình thường thì sẽ là không truyền, tại vì ấy, sau này bọn em thao tác với dữ liệu toàn nó hàng hàng nghìn dòng, hàng nghìn cột thôi. Đấy chưa? Làm sao có thể truyền được hết tất cả các giá trị label vào? Đấy. Một là bọn em sẽ tạo label động. Label động kiểu là giá trị range đây. Nhưng mà nó sẽ là mặc định rồi đúng không? Tạo gì? Chẳng phải tạo. Tiếp theo chúng ta sẽ cách truy xuất. Truy xuất thì như nào? Bọn em nhớ không? Cái này là sao? Dictionary đúng không? Dictionary đúng không? Lấy được ra gì đây? Lấy ra phần tên. Một là gì? Một là gì? Bọn em có thể hiểu này này. Đấy, lấy ra phần tên, một là gì đây, không một, có thể ra Trần Thị B không, đấy đây là trong pandas nha, bắt đầu thấy rối rối rồi đấy, numpy thì lấy theo gì, mở ngoặc phải, còn thằng này thì lấy theo gì đây, lại 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 giống với lít, ừ lại lấy theo key xong là lại lại truy xuất giống giống lít đấy. Nếu mà có nhầm thì biết cách sửa nhá, là à mình đã học qua hai cái rồi, một là numpy, hai là gì, hai là list thường đấy, list trong list, ba là gì, chúng ta học gì, học data frame đấy, có ba cái, có ba cái thì có data frame với cả list thường ấy thì giống nhau rồi đấy. Tiếp theo chúng ta sử dụng head mặc định, nếu mà không truyền vào thì nó sẽ lấy 5 phần tử, nếu mà mọi người truyền vào thì sẽ lấy được ra số phần tử bắt đầu từ không đấy, còn tail sao là lấy đuôi đấy, cái này lấy được ra nguyên một cột đấy, cái này lấy được ra info, info ở nó nhớ, thông tin ở nó đấy, cái này thông tin. Đây về phần series, series thì anh bảo đấy, series là cấu trúc một chiều, thế thôi, chỉ cần nhớ cấu trúc là một chiều thôi thì nó là series, thao tác như bình thường không gì hết, gần như là sau này bọn em sẽ thao tác nhiều với data frame, series này gần như là chả dùng luôn, anh dùng ý là dạy cho bọn em biết thôi, còn series này sẽ không dùng nhé. Tiếp theo về phần truy xuất label và data, thấy chưa? Truy xuất thì bọn em có thể gõ được ra gì đây, data frame chấm đây, index là một kiểu nhé. Index thì index sẽ ra gì hay đứa? Index sẽ ra gì? Đấy, index sẽ ra gì? Ra này đúng không? Index là cái gì? Là cái cột đấy. Là cái cột đầu tiên ấy. Là cột index, column thì ra gì? Là tên của từng column hay còn được đấy, và label ấy. Được hiểu là label đi. Đấy. Anh thì anh sẽ không dùng hai cái chỉ số này đâu nhá. Đấy, bình thường là anh hay dùng là feature, là số lượng feature ấy. Feature thì bọn em cứ hiểu là cái này này. Feature là cái này. Đấy. Feature là tên, thành phố, độ tuổi hay là điểm của môn Python chẳng hạn thế. Còn đây ấy, bọn em cứ hiểu là chỉ số hay là index. Hiểu đây là index là được, còn đây là gì? Là feature. Thì đương nhiên là column cũng đúng rồi. Đấy. Tiếp theo chúng ta có thể có sửa đổi label. Ui còn sửa đổi label nữa, ý là sửa đổi cái gì đây? Hay nữa. Cái này cái này là sao? Index đúng rồi. NumPy is not defined. Tại sao lại NumPy chạy ở đây đây. Từ nãy giờ là đang làm việc cái data frame. NumPy add np. Đấy, đây khởi tạo, được chưa? 64 index range. Rồi. To NumPy. Chuyển từ gì? Data frame sang NumPy. Được chưa? Chúng ta lại xử lý như bình thường. Nếu mà chuyển từ data frame sang NumPy thì sao? Tốc độ xử lý nhanh hơn. Đấy. Còn thằng kia nó truy xuất dữ liệu dễ dàng hơn, trực quan hơn, trực quan hóa hơn. Nó là data frame. Đấy. Muốn trích xuất dữ liệu từ pandas, data frame mà không có label của nó thì để nhận được một bảng NumPy với dữ liệu chưa được gắn label. Bạn chưa được gắn label, hai đứa hiểu là gì? Nó chưa có gì đấy. Chưa có tên của gì?
chưa có tên của gì, chưa có tên của cột đúng không, là chưa có label, thì chúng ta chỉ cần tu 5 pi thôi. Hoặc chúng ta có thể sử dụng như này, value là cũng được, nhớ tu 5 pi hoặc value đều ra giá trị như nhau. Đấy, hai cái này là như nhau nhé. Đấy, sử dụng 5 pi hoặc value. Đoạn này thì hôm trước anh chưa chỉ đúng không? Chỉ chưa? Chưa đúng không? Đấy, thì đây là phần phần ấy nhá. Tiếp theo chúng ta có check type. Check type thì giống hệt bên kia đúng không? Và date type. Đấy, chúng ta có thể check date type. Được chưa? Đấy, nhưng mà nó sẽ list ra như này. Đấy. Tiếp theo bạn muốn sửa đổi kiểu dữ liệu, được chưa? Muốn sửa đổi thì mọi người sẽ add type. Đấy, muốn sửa đổi kiểu dữ liệu của một hoặc nhiều column. Sửa đổi kiểu dữ liệu ấy thì cái mà anh dùng nhiều nhất ấy đó là chuyển từ gì float sang int là nhiều, hoặc là từ int sang float thôi. Anh là anh hay dùng cái đấy nhất. Đấy. Còn tùy thuộc vào 32 hay là 64, còn tùy thuộc vào trong code nữa. Tùy thuộc vào trong code. Đấy. Date đúng không? Là độ tuổi thì gán là gì? 32, int 32 là ra số số nguyên đấy. Đấy, 32 bit, được chưa? Pi score, được chưa? Gán bằng float 32. Cái này thì ok không? Đúng không hai đứa? Ừ, cái này là gì? Nó giống kiểu ép kiểu thôi mà. Học cú pháp của nó là được. Đấy. Đầu tiên là gì? D chấm add type. Đấy. Add type. Được chưa? Xong là truyền vào gì? D type của nó. D type bằng nhé. Đấy, nhìn này. Nhìn này. Nhìn cách cách lập trình của nó nhá. D type bằng. Đấy. Có gì anh sẽ ra bài tập để cho hai đứa code cho nó nhuần nhuyễn. Đấy. Giờ ví dụ anh điền đây là gì? Là float đi. Float 32. Thì sao? Thì cái chỗ độ tuổi này sẽ là gì? Là chấm không nữa đúng không? Nó có phải 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 ấy đấy, phải không ấy nhá. Thì ấy, các cái mà liên quan đến phải ấy, thì bọn em luôn luôn lưu trữ dưới dạng float nha. Đấy, hoặc là add time nó sang float, đừng có bảo là sau này này bị thiếu thiếu giá trị. Ví dụ như kiểu là các phần đang lưu trữ ở nó ấy, nó đang là float thì bọn em một là đừng ép kiểu, đừng truyền kiểu gì hết, cứ để cho nó mặc định đi thì nó sẽ ra giá trị mặc định của nó. Đấy chưa? Phần này thì bên kia anh dạy rồi. Đấy, đây là nhắc lại thôi. Nhắc lại phần gì đấy, int các thứ này, int 32 các thứ. Tiếp theo chúng ta có gì đây? À, cái phần này thì so sánh nhá, so sánh giữa hai thằng thôi nhá. Đấy, so sánh giữa hai thằng, trả lại anh này. Đấy, anh vừa anh nhép kiểu sang thằng này là thằng float này, thằng này cũng sang float luôn này. Đấy, tiếp theo anh có panda size. Đấy, size là gì? Dim và shape ấy, hai đứa nhớ không? Dim và shape. Đấy, bao chiều bao ấy thì cái này lặp lại. Sai đây cũng hai đứa được hiểu là gì? Đây này. Đúng không? Là số giá trị ở trong, đúng không? Nhân lấy gì đây? Hàng nhân cột. Check memory sử dụng. Memory này có hiểu là gì chưa? Memory có biết hiểu là gì chưa? INT64 thì sao? Một. Một cái gì thì được lưu là 64? Index tên này. Thành phố này. Độ tuổi này. Pi score này. Thì để hiểu 64 đúng không? Memory use này. Đấy. Thì là gì? Hai cột cuối cùng. Gì đây? Memory use trả về một series. Đây là trả về một series nhé. Đấy, một series với tên column là label. Tên là label này, index này, tên này. Đấy, là label và mức sử dụng bộ nhớ bằng byte. Hay đấy nhá. Đây là nó đã sử dụng bao nhiêu ấy. Thì là đấy, 80 byte thì còn bao nhiêu bit? 80 bao nhiêu bit? 80 byte cơ mà thì bằng bao nhiêu bit? Byte thì sao? Một byte thì bằng bao nhiêu bit? Một byte bằng 8 bit. Nên là 80 byte thì bằng bao nhiêu? Cái gì đấy? Mỗi đứa một kiểu thế. 80 nhân 8 bao nhiêu đấy? Hả? Hai... 80 nhân 8 cơ mà. Ông Đức. Ừ. 64. Sao lại nhân 10? Sao lại nhân 10? Chết rồi. Ừ. Một byte thì bằng 8 bit thôi nhá. Không có nhân 10 nữa nhá. Rồi. Đấy. Thì là số lưu trữ thôi. Lưu trữ này ấy, thì bản chất ấy là đến khi nào bọn em làm bài toán tối ưu ấy, làm bài toán tối ưu ấy thì thường mới xét đến là chuyển các dữ liệu của mình. Ví dụ này nó đang lưu 64 bit thì nặng quá ấy, mình có thể chuyển về 32 hoặc là có thể INT8. Cái này tùy thuộc vào cái kiểu mà dữ liệu mà mọi người mong muốn, mọi người dùng nhé. Thế bây giờ anh hỏi ví dụ số chứng minh thư của mình hoặc là cái trường số số điện thoại hay sao là gì, nó rất là ít số đúng không, nó chỉ có 11 số thôi, thì mình dùng INT8 đi đúng không, để lưu cho nó ít kiểu thế.
Đấy còn tùy thuộc vào việc mình sử dụng nữa, còn tối ưu bộ nhớ nữa, thấy chưa? Thì trong ví dụ trên, hai cột cuối cùng này này, thấy chưa? Cột độ tuổi và cột gì? Cột pi score, đấy là sử dụng 40 byte bộ nhớ mỗi cột, đấy là. Đó là bởi vì mỗi cột có 10 giá trị, đấy là mỗi giá trị lại có số nguyên chiếm 32 bit hoặc là đây này, từ từ nhé, anh kéo cái này xuống để cho bọn em dễ hình dung. Có 10 đúng không? Đây là 14 chứ. À đây này. Đây. Đây. Đâu rồi? Đây. À cái này là cái này anh sửa rồi. Cái này anh sửa. Bọn em cứ hiểu là nó có 10 nhá. Đang nói đến 10 này này. Nếu mà số tăng lên thì tương ứng là nhân nhiều lên đúng không? Thì mỗi giá trị mà khai báo ra ở đây đấy là mình đang để là gì? INT32 đúng không? Là 32 bit. Đấy. 32 bit thì bằng bao nhiêu byte? Thì có phải là 32 chia 8 bằng 4 không? Thì bằng 4 byte đúng không? Thì mỗi cái này là 4 byte này. 4 byte, 4 byte, 4 byte và cứ 4 byte, 4 byte này đến 10. Đấy. Hiểu không? Đoạn này lưu trữ hiểu không? Ok không hai đứa. Ôi. Hiểu đúng không? Ok. Đây là phần gì? Đây là phần pandas hôm trước mấy cả chỉ thêm một ít nữa, chỉ thêm một ít nữa. Chúng ta sẽ hôm nay đây. Thế thì anh xem nào. Ok. Sao? Đây. Gửi luôn, không có tí. Anh quên mất. Đây, gửi cho dễ lòng này. Gửi luôn. Sao? 5π2 á. 5π2 là vừa nãy chúng ta học về ấy đấy. Học về sum sủng các thứ này, sum min này. Đúng rồi. Cái này là cái vừa nãy học nha. Đây pandas 1 đây. Pandas 1. Pandas 1 hình như gửi rồi, hai đứa nhớ lưu lại nhé. Đấy, bây giờ anh sẽ cho gì nhỉ? Đây, sẽ làm một ít bài tập như này. NumPy đây. NumPy nhá, là bài tập NumPy đây, NumPy exercise đây. À không. Cái này NumPy exercise thì có lên đấy không nhỉ? Không. Đây. Xem nhé, mình kéo xuống cuối. Bài tập. Kéo xuống cuối. Kéo xuống cuối. Nhiều bài lắm nhá, nhiều bài lắm nhá. Gì đây? Get the x NumPy array show the max value of element. Cái này thì đơn giản rồi đúng không? Max value of element. Đấy. Đây là đề nhá. Xem nào. Nếu mà sâu như thế nào để cho nó à đây, từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới. Đây. Trên dưới, giữa đi. Rồi. Hai đứa làm cho anh bài một số bài đi. Đấy. Bắt đầu từ bài này nhá. Từ bài này. Give the x NumPy array show the element in the reverse position. Bây giờ nhắc lại, lại reverse thì hai đứa làm cách nào để có thể reverse một mảng? Hai đứa. Nhắc lại luôn. Reverse một mảng làm nào? Không. Reverse một 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 list thì bọn em làm nào? Có nhớ cách reverse một list là chấm chấm trừ một không? Đấy là một cách reverse đúng không? Còn một cách reverse nữa là gì? Là gì? Hay đứa. Đây chấm chấm bây giờ cứ chấm chấm trừ một đi, dùng một cái thôi, được chưa? Chấm chấm trừ một là có thể reverse được đúng không? Tiếp theo. Thế give the x number array show the element in gì? Order position. Odd position nhanh. Thế nào để show được ra odd? Đúng rồi, chuẩn. Anh bảo một là sẽ dùng for, hai là dùng step bằng hai đúng không? Step bằng hai. Tiếp nào. Đấy, bài tập nó sẽ chỉ như thế thôi. Anh sẽ cho xem sơ sơ qua trước. Được chưa? Cho giá trị x 5 pi matrix show the first row element. The first row element làm nào? The first row là sao? The first row element lấy nguyên dòng đầu tiên đúng không?
Tiếp theo chúng biết tại sao lại không chưa? Ừ, không. Tiếp theo nhá. Gì nhỉ? Show the last row. Last thì trừ một rồi, thôi cái này bỏ. Tiếp theo. Give the x rồi ok. So the first element on first row. Thế này là lấy gì? The first element on first row. Giá trị đầu tiên của dòng đầu tiên. Cái này thì đơn giản thôi. Không không. Toàn cái dễ. Tiếp theo. Give the x rồi, show the middle row element. Làm nào lấy được middle? Nghĩ đi. Đúng rồi. Chia cho. Chia hai đúng không? Middle đúng không? Thế bây giờ middle row. Bây giờ có hai row sao? Middle là cái nào? Hai row middle là nào? Hả? Hai row thì middle như nào hai đứa? X ngâm pi sao nó không hiểu. Đây import ngâm pi okay. Lấy cả hai cái ở giữa medium nó lấy như nào đây, nó lấy ở giữa này này, show the medium row element này, hiểu không? Medium row. Đúng rồi. Cái này là bài tập thôi. Thế bây giờ ví dụ anh như này sao? Này đúng không? Đấy, bắt đầu tăng tăng lên rồi đấy. Có nghĩa là sao? Nếu mà middle này hai đứa hiểu nhau, nó sẽ lấy gì? Lấy giá trị ở giữa này thôi đúng không? Thế bây giờ ví dụ anh tăng lên này sao? Hai đứa có thấy anh rất là hay ngồi kiểu tự sửa dữ liệu không? Tự sửa dữ liệu rất là quan trọng nhé, để bọn em hiểu ấy, cái đấy cực kỳ quan trọng nhá. Nó là cái gì? Nó là cái gì? Nó là cái ở giữa nhưng mà bạn nó sẽ loại bỏ cái phần ở bên ngoài. Cái này ấy, thì nó sẽ là một trong những thứ mà bọn anh sẽ dùng ở trong trong gì nhỉ? Trong CNN, là một cái mạng neural network đấy. Đấy. Đây, nó lấy kiểu như này này. Thật ra là cái này là bọn nó đang định nghĩa chứ không không phải là một cái hàm có sẵn nhé. Bọn nó đang định nghĩa cái middle row của bọn nó là cái ở giữa, hiểu không? Đấy. Đọc đề. Hiểu đề middle row. Nó lấy gì đây? Nếu mà đọc hiểu thì cái này sẽ như nào? Đây là gì? Hai đứa, kỹ lại nào. Cái anh bôi đen là gì? Hàng. Hàng đúng không? Thì đây là gì? Cột. Thì hàng hàng gì đến gì đây? Cột trừ 1 đúng không? Không, đây vẫn là gì? Đây vẫn là hàng. Đúng rồi, vẫn là hàng đúng không? Từ 1 đến trừ 1. Đấy, từ 1 đến trừ 1. Nếu mà hàng thì sao? 1. 1 ở đâu? 1 ở đây đúng không? Đến trừ 1 ở đâu? Đúng rồi, đấy. Thì tương tự như thế. Nó đang lấy ra tất cả. Ý là nó bỏ đi cái viền đi ấy. Cái hiểu là cái này là bỏ bỏ viền nhé. Đấy. Tiếp theo, chúng ta sẽ là gì? Show the first two element on the first two rows. Thì sao? Hay đúng không? Thinking đoạn này. First two element là hai cái phần tử đầu tiên của gì? Thế thế nó là cái nào? Ý là mình phải biết nó là cái nào hãng. 1 2 5 6 đúng không? Chắc chưa? Two element on first two row. 1 2 5 6. 1 2 5 6. Chắc chưa? Chắc không, chắc chắc đúng không? Rồi tiếp, bây giờ đọc đề, phân tích đề nha. Đấy chưa? Show the last two element. Thế last thì như nào, lấy ra như nào? Ồ, đây này, show ra kết quả rồi, nhầm nhầm nhầm. Last thì sao? Last thì sao? 11, 12, 15, 16 thế nào? Thế nào để lấy được ra 11, 12 và 15, 16? Cột trước nhá, à hàng trước. Hàng trước. Hàng, nói hàng nào. Trừ 1 trừ 2 á, chắc chưa? Trừ 1 trừ 2. Trừ 1 trừ 2. Chắc chưa? Hai đứa này đó. Trừ 1 nó lớn hơn hay trừ 3 lớn hơn? Anh hỏi hai đứa. Trừ 1 lớn hơn, thế trừ 1 xếp trước hay trừ 1 xếp sau? Ừ.
trừ một. Thế cái gì? Thế cái này sao? Ý là như này gì? Trừ một, trừ hai với cả trừ gì? Hàng mấy? Hàng mấy đây? Nó lấy ra hàng này đúng không? Nhưng mà tại sao lại phải là trừ một? Thế tại sao lại là trừ một? Thế tại sao không lấy như này? Ừ. Thế tiếp. Cột sao? Cột mấy? Trừ hai đến hết đúng không? Chắc chưa? Thì đúng là phải chắc rồi, hai đứa này. Tiếp nha. Đúng rồi, cái này đúng không? Đây này, nó làm như nào đây? Nó làm như này thì nó không tối ưu bằng mình đúng không? Đúng rồi, mình sẽ chính xác hơn. Bây giờ ví dụ cái thằng này nó sẽ tăng lên, được chưa? Đấy. Tiếp theo nào. Đấy, đây này, đọc code nhưng phải biết phân tích code nhá. Chứ lại bảo là ô, cái code mình sai bố rồi. Thế là hỏng rồi. Được chưa? Tiếp theo là gì? Convert. Gì nhỉ? Ok, to the float. Biết convert chưa? Làm nào để convert từ một mảng số nguyên sang float. Hai đứa. Vừa mới học xong. Có nhớ add type không? Cú pháp của add type là như thế nào? Hai đứa có nhớ không? Alo. Ừ, ép kiểu đúng không? Thì cú pháp là như nào? D type như nào? NumPy chấm D type đúng không? Hoặc là đây này, nó có kiểu này và có một kiểu nữa. Ép kiểu ở đâu nhỉ? Add type. Đây. Đây này, D chấm, à cái này là data frame. Còn cái này của mình là gì đấy? NumPy. Cái kia là gì? Là pandas. Còn cái này là gì? NumPy. Đây bọn em có thể áp kiểu ép kiểu như này. Đấy. Đây là cách ép kiểu sang float. Được chưa? Tiếp theo chúng ta gì? Chuyển NumPy array first element become last. Thế chuyển giá trị đầu thành giá trị cuối là như nào? Reverse. Giờ có như này. Thế hiểu giá trị đầu và giá trị cuối là như nào? Trở thành giá trị cuối hay là từ từ đầu đến cuối? Hay nữa. Chuyển từ đầu đến cuối. Trở thành cuối. Rồi tiếp. Order. À sort. Cái này thì học hết rồi. Sort thì chấm sort học hết rồi. Xem còn không. Rồi đấy. Bài tập anh gửi. Rồi given the x. Năm bài. Ok. Này thôi. Tiếp theo anh lướt qua pandas. Ồ, chết rồi. Sắp đến giờ của Đức nó chuẩn bị té rồi. Đức mặc quần áo đi. Nhanh lên. Không muộn. Nào tiếp. Vãi trưởng. Tiếp theo nhá. Chúng ta có gì? Định hướng dẫn cái gì nhỉ? Quên. Pandas anh nhớ là vẫn còn một phần nữa mà nhỉ? Tại sao anh lại dừng nhỉ? Ơ định quên mất rồi. Sorry em. Có Pandas 2 mà đúng không? Quên, anh lại nghĩ là dạy xong rồi cơ. Hôm sau học Pandas 2. Hôm nay làm bài tập trước đi. Còn Pandas 2 nữa nhỉ? Pandas 2 này. Soạn ra rồi thôi cứ ngờ ngạch nhỉ. Tiếp nào. Pandas 2, anh sẽ lướt qua một tí. Xem có gì không. Pandas 2 là liên quan đến truy xuất. Pandas 2 là bọn em sẽ học truy xuất lock lock. Thôi cứ sử dụng truy xuất như bình thường đi. Thật ra nó có 4 kiểu truy xuất này. Bản chất anh chỉ muốn hướng dẫn cho em cú pháp của 4 kiểu truy xuất. Đâu rồi. Không phải đây. Đây là lock. I lock. Và I ất. Y này bản chất là integer. Đấy. Lock này. Thôi cái này thì hôm sau anh chỉ đi. Không bây giờ chỉ loạn bố hết. Nhá. Anh sẽ ra bài tập. Đấy. Hôm nay đến đây thôi. Còn mai nhá. Mai có chủ nhật đấy. Thì anh sẽ ra nhiều nhiều bài tập một tí để cho hai đứa làm nhá. Ok. Đấy, hôm sau chúng ta vẫn cứ bắt đầu như bình thường. Không quá nặng đâu. Tại vì thằng NumPy, thằng Pandas này bản chất nó rất là nhẹ. Đấy. Xong là học xong NumPy, Pandas này thì chúng ta sẽ học thêm thằng thằng vẽ đi. Hay là học SQL nhỉ? Học SQL nhá. Thế học SQL. Ok. Thế thì chúng ta sẽ học SQL. Còn học thằng vẽ sau cũng được. Ok. Đấy, học SQL xong thì chúng ta sẽ học về Data Pre-Processing. Đấy. SQL thì chúng ta lại học chắc là nó sẽ ngang ngang với thằng Python nhá. Ngang ngang thằng Python nó sẽ rơi vào khoảng 4 đến 4 5 buổi gì đấy, 4 5 buổi. Hoặc là anh sẽ cho học nhanh hơn, học những cái cốt lõi thôi nhá. Đấy, hôm nay đến đây thôi, hãy đứng nghỉ ngơi nhá. 8 rưỡi hay là 9 giờ? 9 giờ. Chốt là 9 giờ.
Còn nếu mà có bất cứ việc gì thay đổi ấy, thì chúng ta sẽ thông báo lên lớp. Đấy, anh sẽ thông báo lên lớp nha. Đấy, Đức đi đâu đi đi. Xong rồi. Nhanh nhanh nhá. Thôi, bye bye hai đứa. Chúc hai đứa cuối tuần học hành chăm chỉ, vui vẻ nhá. Ok, bye bye. Bye bye.